Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình Trung VN. Cũng như thường lệ, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái cách thay màn hình cho cái máy Samsung J4 cộng. Trên tay mình hiện là cây Samsung J4 cộng. Máy này nó bị bể góc màn hình và mất hiển thị. Nên bây giờ mình thao tác để thực hiện thay cái màn hình J4 cộng này. Các bạn có nhu cầu tự tay thay cho mình cái màn hình Samsung J4 cộng này thì mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo cái cách để mà thay màn hình. Bây giờ mình bắt tay vào thực hiện thao tác thay màn hình cho cái máy này. Đầu tiên thì mình lấy cái lưỡi lam cắt làm đôi ra, nó nhỏ như thế này. Rồi mình để vào ngay cái mép viền của màn hình đó, mình rọc nó cho nó đứt keo ra. Rồi mình cứ ra đều. Màn hình mà nó đã hư rồi, nó mất hiển thị thì mình cứ việc làm. Nó đã hư rồi thì mình không còn sợ nó bị hư nữa lần nữa. Chừng nào thì mình cũng phải thay cái màn hình mới cho cái máy, nên cho nên mình cứ làm mạnh tay vào. Không có e dè gì cả. Sử dụng miếng nhựa ni lông mỏng này mình đút vào bên trong khi màn hình nó đã hở ra được như thế này. Đây mình đút vào đâu này. Đó. Đây mình lấy miếng nhựa ni lông mỏng này mình cắt cái keo đằng sau cái màn hình cho nó đứt ra. Mình cắt từ cái lỗ trên lỗ loa này, từ trên camera này, cắt lên xuống phía dưới này, vì cái cổ cáp màn hình nó nằm ở phía đâu này. Bạn nên nhớ là đầu này có cái cọng cổ cáp thì nếu như mà màn hình nó còn hiển thị còn chạy được thì mình tháo để mình né cái cổ cáp cái này đi. Đây là cái cổ cáp này, cặp của cái màn hình. Cho nên khi mình cái này mình cắt, mình né cái này đi, đụng vào đây cho nó đứt cái cổ cáp này. Mà nó có đứt cũng chẳng sao hết, do cái màn hình này nó bị hư sẵn rồi thì mình cứ làm nó có đứt cũng cũng bỏ thôi.
Nhưng mà khi màn hình còn còn chạy được và để mình tháo ra mình sửa chữa trong máy thì mình né cái cổ cáp màn hình ra. Đó, bây giờ mình lật cái tiếp xúc của màn hình, socket của màn hình với cái thanh máy dính vào nhau này, tháo ra. Đó, như vậy thì mình đã lấy được cái màn hình của cái máy Samsung J4 ra khỏi cái thanh máy này. Rồi mình bỏ qua đây. Bước tiếp theo thì mình làm vệ sinh. Lấy cái nhíp này mình cà cái keo cũ này đi. Thì mình có sử dụng cái motor quấn keo. Sử dụng cái quấn keo này thì nó nhanh hơn. Còn các bạn ở nhà làm thì các bạn lấy cái nhíp này nè, các bạn nhủi nó cũng sạch thôi. Mình làm sạch cái keo này đi thì khi mình vào màn hình mới thì nó êm cho cái màn hình mà nó khít, nó đẹp. Bằng chải đánh răng cũ mình chà hết cái bụi bẩn bên trong. Như vậy là mình đã vệ sinh xong này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một cái màn hình mới nè. Chuẩn bị một cái màn hình mới. À, thì bây giờ mình bỏ cái màn hình mới vào mình test. Coi màn hình mới nó chạy có đẹp không, chạy có ngon lành không, xong rồi mình mới vào keo dính chặt lại cái màn hình mới với cái thanh máy. Đây là màn hình mới nó đã chạy rất là sáng, là đẹp. Đây là mình test cái cảm ứng, màn hình mới nó chạy như thế nào. Nếu như cảm ứng mới mà nó mình vuốt như thế này mà nó bị tuột ra khỏi tay là cái cảm ứng đó nó có vấn đề. Họ đang làm, con người gọi tới. Đó, thì bây giờ mình tháo ra để mình vào keo. Dỡ cái đầu có cái loa này lên trên trước này. Ở đây có cái cổ cáp cho nên tháo đường này lên trước rồi mình tháo cái này lên đây. Bây giờ mình vào keo cho cái màn hình, cái viền. Đeo một vòng xung quanh cái đường viền này. Đây là mình đã vào keo xong đó. Bây giờ thì mình vào lại cái màn hình đang xung kết vào. Và trước khi mình úp cái màn hình xuống thì mình test thử cái màn hình lần nữa. Này, màn hình lên. Rồi bây giờ mình bỏ cái màn hình vào với lại cái thanh máy nè. Bỏ cho nó sập ngay giữa cái thanh máy đó, khít với cái đường viền xung quanh cái thanh máy.
dây thun mình cột lại. Mình cột cái dây thun như thế này để cho cái keo mình vào lúc nãy nó khô, để nó hít chặt cái màn hình với lại cái thanh máy cho nó khít với nhau. Chờ khoảng chừng 30 phút sau thì keo nó khô thì mình lột cái dây thun này ra. Thì như vậy là mình đã thay cho cái máy Z4 cộng này một cái màn hình mới đã hoàn tất. Thì các bạn theo dõi và tham khảo cái cách thay màn hình Z4 là nó như thế nào. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký để ủng hộ cho mình, để mình tiếp tục ra những cái video mới cho những dòng sản phẩm mới cũng như những cái máy khác cho các bạn cùng tham khảo. Video của mình tới đây xin được phép kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Xin chúc các bạn một ngày sức khỏe và thành công. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.